Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 133. Cảnh giới tế đạo tầng 6. Cảm nhận được khí thức của ba lão giả, Vạn Đỉnh Thiên giật mình, khuôn mặt già nua trắng bệch. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, đồ vô dụng Tuyết Bạch Y đó hả? Các người đến nhanh thật đấy. Ngụy Vân tức đến nỗi mặt tái mét, con trai tôi, là thiên chỉ kiêu tử, kẻ hiếm có trên đời, thế mà, cậu, dám bảo nó là đồ vô dụng. Diệp Bắc Minh, cậu, khốn kiếp. Diệp Bắc Minh bật cười, hoa ra tật nói lắp của tên vô dụng đó kế thừa từ bà à. Cậu muốn chết. Ngụy Vân nổi cơn tam bành. Thẳng tay đánh ra một chưởng. Hư không nổ tung như mặt gương. Không khí xung quanh lập tức bị hút sạch. Chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, năm ngón tay thô bạo chộp về phía cổ họng anh. Trò gì đây? Diệp Bắc Minh cười nhạt, tung ra một cú đá. Ngụy Vân còn chưa chạm tay vào Diệp Bắc Minh, đã bay ra ngoài như một con chó chết, bộ ngực ngạo nghễ nổ tung, máu chảy đầm đìa. Á! Ngụy Vân kinh hoàng hét lên thảm thiết, Tuyết Đại Nham tiến lên đỡ được bà ta, khuôn mặt già u ám, Ngụy Vân, cô xúc động quá rồi. Lúc ở tộc Bất Hủ, cô đã biết tên nhóc này có thể giết chết cảnh giới tế đạo tầng 4, thế mà cô còn dám làm thế này. Lão tổ, do tôi muốn báo thù cho con trai tôi quái. Ngụy Vân hộc máu, sau đó móc ra 10 viên đan dược rồi nuốt hết, xin lão tổ ra tay, giết chết tên này. Thấy Ngụy Vân không có nguy hiểm đến tính mạng, Tuyết Đại Nham gật đầu. Ông ta quay người, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt Diệp Bắc Minh. Chàng trai trẻ, lão phu cho cậu một cơ hội, cậu. Tuyết Đại Nham đang định nói. Diệp Bắc Minh cười ngạo nghễ ngắt lời luôn, một người chết, không cần nói nhảm nhiều vậy. Ha ha ha, nói hay lắm, một người chết. Tuyết Đại Nham cười gắn gật đầu, đúng là không cần thiết phải phí lời. Ông ta dậm mạnh chân xuống đất. Băng thiên tuyết địa. Vù ồ lực lượng phép tắc của cảnh giới tế đạo lập tức tuôn ra. Toàn bộ Vạn Y Cốc bị bao phủ, cảnh sắc xung quanh thay đổi, nhoáng cái Diệp Bắc Minh rơi vào một vùng băng tuyết ngập trời. Dưới chân là lớp băng dày hàng ngàn mét, trên trời tuyết rơi như lông ngỗng, gió lạnh như dao cắt thổi vù vù vào anh. Phong cho tai Tuyết Đại Nham vung tay lên, tuyết trên không trung tụ về phía Diệp Bắc Minh, tiếp xúc với cơ thể anh, trong chớp mắt đã đóng băng anh. Hàn băng càng ngày càng nhiều, chỉ trong ngắn ngủi vài hơi thở, Diệp Bắc Minh đã bị đóng băng thành một bức tượng băng. Đồ không biết tự lượng sức mình, thế mà lại bị xử lý dễ dàng như này. Sao con trai tôi lại có thể chết trong tay loại phế vật này cơ chứ? Ngụy Vân trông thấy Diệp Bắc Minh bị khống chế, trầm mặt đi tới. Diệp Bắc Minh. Vạn Đỉnh Thiên lo lắng. Tuyết Đại Nham vung tay lên, Diệp Bắc Minh đã hóa thành tượng băng bay đến trước mặt ông ta. Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh trong khối băng, nhóc con, vừa nấy cậu cứng miệng lắm cơ mà. Sao giờ chẳng có một tí sức phản kháng nào vậy? Răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên. Bức tượng băng chợt nổ tung. Một cỗ khí tức giết chóc khủng khiếp khóa chặt Tuyết Đại Nham. Hàng lông mày của Tuyết Đại Nham giật giật, cậu muốn giết tôi. Rút lời, Diệp Bắc Minh thẳng tay đánh ra một quyền, đánh thẳng vào đầu Tuyết Đại Nham. Muốn chết, Tuyết Đại Nham tức quá hóa cười. Ông ta như mãnh thú, cũng đấm ra một quyền, trực tiếp cứng trọi cứng. Bùm! Nấm đấm hai người chạm vào nhau, một luồng sóng khí khủng bố nổ tung, kèm theo một làn xương máu. Tuyết Đại Nham bất ngờ bay ngược ra sau, cái bàn tay vung quyền kia đã biến mất, chỉ còn lại một vết thương kinh khủng ở chỗ vai. Một quyền kia của Diệp Bắc Minh, thế mà phế luôn một cánh tay của ông ta. Lão tổ Ngụy Vân hoảng sợ. Hai lão giả cảnh giới tế đạo tầng 6 còn lại cũng mặt mày xa sầm, Đại Nham, có cần giúp không? Không cần. Tuyết Đại Nham giơ tay trái ngăn hai người, khuôn mặt già nua không còn tươi cười nữa, mà âm trầm và lạnh lẽo cực kỳ, danh con. Thú vị đấy. Đây chính là hỗn độn đế thể à. Sức mạnh cơ bắp mạnh thật. Chỉ tiếc là, đứng trước phép tắc tuyệt đối, thì cũng như giấy thôi. Vùi. Ông ta dậm chân một cái, tiến vào lĩnh vực tế đạo lần nữa. Xung quanh lại rơi vào cảnh băng tuyết ngập trời. Phong, Tuyết Đại Nham lặp lại chiêu cũ. Gió tuyết vô tận tụ về phía Diệp Bắc Minh chuẩn bị đóng băng anh thành tượng băng lần nữa. Chỉ có điều, số băng tuyết đó lại hóa thành vô số mũi khoan băng. Trước khi đóng băng Diệp Bắc Minh, chắc chắn sẽ đâm anh thành tổ ong vỏ vẽ. Cùng một thủ đoạn, ông còn muốn dùng hai lần à? Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trực tiếp biến mất. Người đâu? Tuyết Đại Nham nhìn quanh.
Giác quan thứ 6 của cảnh giới tế đạo khiến ông ta đột ngột quay đầu lại, ở phía sau. Ngay khoảnh khắc quay người lại, tay trái xuất hiện một bảo kiếm màu đen, sau đó đâm ra một cách chính xác. Diệp Bắc Minh vừa khéo xuất hiện ngay trong phạm vi tấn công của nhát kiếm này. Danh con, muốn đánh úp lão Phu Ti à, cảm giác của cảnh giới tế đạo, tầng 6, không phải thứ mà ngươi có thể đánh úp. Tuyết Đại Nham hét lên, chết đi, nhát kiếm này, phong tỏa mọi đường lui. Dù có là cảnh giới tế đạo tầng 7 ra tay, cũng chưa chắc đỡ được nhát kiếm này. Xoẹt, ngay khi Tuyết Đại Nham nghĩ, nhát kiếm này chắc chắn giết chết Diệp Bắc Minh. Bóng dáng Diệp Bắc Minh lại biến mất một cách quỷ dị. Nhát kiếm này đâm hụt. Cùng lúc đó, AP, một cơn đau đớn truyền tới từ sau lưng, kèm theo tiếng răng rắc vang lên. Tuyết Đại Nham biết, mình phải gãy ít nhất mười mấy cái xương rồi, ông ta bay ra ngoài một cách cực kỳ chật vật, rồi dùng hết sức quay người lại. Chém ra một kiếm. Chỉ biết đánh lén thôi à, không dám đánh trực diện một trận sao, đi chết đi cho lão phu. Một kiếm, xoẹt. Một luồng kiếm quang màu đen dài 3 vạn trượng nổ tung, hư không cũng bị chém đôi, lộ ra một không gian đen kịt. Diệp Bắc Minh lại lần nữa biến mất, gần như cùng lúc đó. Bùm! Diệp Bắc Minh lại xuất hiện trước người Tuyết Đại Nham, anh hung hăng đá một cước vào ngực ông ta, đánh chính diện, ông đánh không lại tôi à? Cực kỳ điên tiết, rắc! Xương ngực của Tuyết Đại Nham nổ tung, hóa thành mảnh vỡ đâm vào. Nội tạng! Cơn đau đâm vào tim, khiến cho khuôn mặt già nua của ông ta vặn vẹo. Cuối cùng cảm thấy tình huống bất thường, tốc độ của cậu. Sao có thể chứ? Không đúng, đây không phải tốc độ của cậu. Hư không thuật, cậu còn biết cả hư không thuật. Chết tiệt, tộc bất hủ đã lừa lão phu. Một giây sau, Tuyết Đại Nham cảm nhận được một hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Ông ta quay người liền chạy. Muốn đi, muộn rồi, Diệp Bắc Minh quát lạnh một tiếng, 5 ngón tay chộp về phía trước. Gào. Trên đầu ngón tay của 5 ngón tay đều tự lao ra một con hắc long, khí hỗn độn quấn quanh. Trực tiếp khóa chặt tứ chỉ và đầu Tuyết Đại Nham. Đại Nham, bọn tôi đến giúp ông. Hai lão giả tuyết tộc khác quát lên, sau đó nhanh chóng nhảy vào chiến trường. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không cho Tuyết Đại Nham cơ hội, 5 ngón tay bóp chặt. Giết, 5 con hắc long cùng gầm lên, rồi nhanh chóng co lại. Bụp, đầu và tứ chi của Tuyết Đại Nham lập tức nổ tung, óc và máu bay đầy trời. Sao lại thế được, Ngụy Vân sợ ngây người, trong mắt giấy lên sóng to gió lớn. Bị hoảng sợ thậu một đạo thần hồn màu máu xông ra, chính là Tuyết Đại Nham. Biểu cảm của thần hồn cực kỳ cuồng nộ, nó như nổi điên chỉ vào Diệp Bắc Minh, cậu phá hủy cơ thể của lão phu. Đù, đù mé, lão phu tu luyện 7 tỷ năm rưỡi, khó khăn lắm mới vào được cảnh giới tế đạo tầng 6, song bị cậu phá hủy cơ thể như vậy. Lão phu tạo lại cơ thể, ít nhất sẽ tụt 2 cảnh giới nhỏ. Diệp Bắc Minh, con mẹ cậu khốn kiếp. Diệp Bắc Minh cười quỷ dị, ông nghĩ kiểu gì vậy, ông còn mạng sống à? Cậu nói gì? Con người thần hồn Tuyết Đại Nham co rút lại, một cỗ khí tức tử vong bao trùm lấy ông ta. Gào. Diệp Bắc Minh há miệng phun ra, một con hỏa long được ngưng tụ từ lửa phần thiên bay thẳng về phía thần hồn của ông ta. Dị hỏa, chuyên khắc mọi vật âm hồn, thần hồn cũng là âm hồn, ngăn nó lại. Tuyết Đại Nham hoảng rồi, thần hồn kinh hoàng lùi về sau như gặp ma, muốn thoát khỏi vùng trời đất này. Hai lão giả cảnh giới tế đạo tầng 6 còn lại nhanh chóng xông lên, hòng ngăn hỏa long lại. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đạo đài luân hồi, ra đi. Đồng thời, thi triển hư không thuật. Bụp, bụp, ra tay liên tục 2 lần. Răng rắc, răng rắc. Ngụy Vân có thể nghe thấy rõ, 2 tiếng xương vỡ vang lên. Hai lão giả cảnh giới tế đạo tầng 6 ra tay giúp đỡ bị kéo vào lĩnh vực luân hồi, rồi bị nện trên đạo đài luân hồi một cách thê thảm. Không ngừng hộc máu. Ong. Đạo đài luân hồi rung lên, hấp thụ máu của 2 người. Phép tắc luân hồi, cậu còn biết cả phép tắc luân hồi. Ánh mắt 2 lão giả lộ ra vẻ kinh hoàng. Diệp Bắc Minh lười phí lời, vèo. Một tiếng, thân hình đã hạ xuống trước mặt 2 người. Đi chết đi, 2 quyền đấm mạnh ran gào. 2 con huyết long cùng bùng lên ở 2 tay, cơ thể 2 người nổ tung ngay tại chỗ, máu bắn tứ tung, toàn bộ bị đạo đài luân hồi hấp thu. 2 đạo thần hồn hãi hùng vọt lên trời, Diệp Bắc Minh vung tay một cái, lửa phần thiên hóa thành hỏa long lao tới. 2 lão giả cảnh giới tế đạo tầng 6, thần hồn tan biến triệt để. Lĩnh vực luân hồi biến mất. Tuyết Đại Nham cũng chưa thoát khỏi sự truy kích của hỏa long,
trong tiếng hét thảm đầy kinh hoàng, thần hồn cũng bị nuốt chửng. Sa, Ngụy Vân sợ đến nỗi ngồi bệt trên đất, tiểu đây đất, Diệp công tử, đừng giết tôi. Tôi không báo thù nữa đâu. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, đập xuống một chưởng, máu thịt bắn tung tóe. Đệ thể hồn độn, ha ha ha, đây chính là đệ thể hỗn độn a. Đây là kiệt tác của lão phu, tương lai tên nhóc này nhất định sẽ trở thành một đại đế vô địch. Hiện giờ cậu ta mới ở cảnh giới đại năng, mà đã cường thế giết chết cảnh giới tế đạo tầng 6. Đùi Vạn Đỉnh Thiên kích động run cả người, khuôn mặt già đỏ bừng, hô hấp còn dồn dập, nhìn chằm chằm rồi đi đến chỗ Diệp Bắc Minh, sau đó nhìn anh như một món bảo vật, nhóc con, cái cậu vừa thi triển là phép tắc luân hồi à? Không ngờ cậu còn biết cả phép tắc luân hồi, ai dạy cho cậu thế? Diệp Bắc Minh nói, nhà tù số 7, tình cờ học được. Vạn Đỉnh Thiên nhíu mày, sau đó lắc đầu đầy chắc chắn, tình cờ ư? Không thể nào, chắc chắn có người sắp xếp riêng cho cậu. Nhóc con, tôi hỏi cậu, phép tắc luân hồi của cậu đã tu luyện đến tầng mấy rồi? Trước mắt là tầng 4. Tầng 4 à? Ánh mắt Vạn Đỉnh Thiên hơi là lạ, có phải cậu gặp tình huống dị thường gì đúng không? Ví dụ như, trong đầu có giọng nói kỳ lạ gì đấy. Diệp Bắc Minh cả kinh, anh ngạc nhiên nhìn Vạn Đỉnh Thiên, tiền bối, ông biết gì à? Vạn Đỉnh Thiên nhìn Lâm Nhất, suy nghĩ một lát, ngưng trọng nói, tổ tiên của Vạn Y gốc tôi từng gặp một người bệnh. Bọn họ tu luyện phép tắc luân hồi, sau tầng 4, trong đầu họ sẽ xuất hiện một số thanh âm kỳ quái. Thanh âm này, cứ như tâm ma vậy, liên tục dày vò bọn họ. Nói tới đây, Vạn Đỉnh Thiên dừng lại một lát, nhìn sâu nhìn mắt Diệp Bắc Minh, thanh âm này hoàn toàn không phải tâm ma gì, mà là người ở một thời không khác. Trái tim Diệp Bắc Minh co rút. Quả nhiên, không khác lời giao chỉ nói là mấy. Người ở một thời không khác. Vận dụng lực lượng của phép tắc luân hồi, giao lưu với anh. Tiền bối, sau này thì sao? Vạn Đỉnh Thiên lắc đầu, sau này, những người tu luyện phép tắc luân hồi đều chết cả rồi. Phần lớn họ đều bị điên trước khi chết, cuối cùng tự sát. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chẳng lẽ là người ở một thời không khác ư? Lão Phu không biết, trong Thiên Y Thư có ghi chép, cậu tự xem đi. Vạn Đỉnh Thiên lắc đầu, tỏ ý mình biết không nhiều. Chẳng qua bởi vì phép tắc luân hồi đặc biệt, làm cho các đời tổ tiên Vạn Y Cốc đều bó tay chịu thua. Nên ông ta mới nhớ đến chuyện này. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, Thiên Y Thư xuất hiện trong lòng bàn. Dở ra đọc, mỗi trang sách ngọc đều mỏng như cánh ve. Quyển 1, hầu như toàn là lý thuyết nền tảng, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lật xem qua. Thảo nào được gọi là Thiên Y Thuật, những lý luận này quá tiên tiến. Trong đó còn có một bộ ngân châm chỉ thuật. Lại còn chứa cả quỷ môn thập tam châm, hơn nữa còn siêu việt hơn thập tam châm. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Quỷ môn thập tam châm. Vạn Đỉnh Thiên hơi ngạc nhiên, nhóc con, cậu cũng hiểu y thuật à? Hiểu sơ. Tốt, lão phu sẽ kiểm tra cậu. Vạn Đỉnh Thiên gật đầu, rồi nói một mạch 7, 8 kiến thức dược lý. Diệp Bắc Minh trả lời trôi chảy. Vạn Đỉnh Thiên đổi giọng, hỏi tiếp mười mấy vấn đề uyên thâm hơn, Diệp Bắc Minh đều trả lời được. Nhóc con, hiểu số kiến thức y học này thì ít nhất cậu có thể xưng là thần y được rồi. Biểu cảm của Vạn Đỉnh Thiên rất đặc sắc. Diệp Bắc Minh nói, ban đầu tôi cũng là một thầy thuốc. Chỉ có điều, về sau không còn cơ hội cứu người nữa thôi. Vạn Đỉnh Thiên lắc đầu, thầy thuốc không thể tự chữa bệnh, đến cái cảnh giới như của tôi cũng không còn hứng thú với việc cứu người nữa. Tôi vốn nghĩ, để cậu giữ cuốn Thiên Y Thư này, rồi tìm cơ hội truyền lại cho đời Xô. Giờ xem ra, đưa cho cậu là quyết định chính xác. Diệp Bắc Minh sửng sốt, tiền bối, Vạn Y Cốc vẫn còn mà, ông đây là. Vạn Đỉnh Thiên liếc anh một cái, vốn dĩ, tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây, bây giờ cậu đã giết người của Tuyết tộc, Vạn Y Cốc cũng không ở được nữa. Tiền bối, hay là ông định đi tìm Bất Hủ Cầm tiền bối, nối lại tiền duyên? Diệp Bắc Minh tò mò, tôi tìm bà ấy làm gì? Vạn Đỉnh Thiên lắc đầu quả quyết, duyên đã hết. Tôi ra ngoài dạo chơi tứ hải. Kể ra, nữ nhân mà mình từng có được, không cần thiết phải quay đầu nữa. Gì? Diệp Bắc Minh trợn tròn mắt. Câu này, lượng thông tin lớn quá. Vạn Đỉnh Thiên cười nhẹ, nhóc con, cậu không hiểu. Chẳng lẽ cậu nghĩ tình yêu là nắm tay nhau, ăn cơm à? Bọn tôi ở bên nhau hơn 100 triệu năm, nói chuyện với nhau không khách sáo, cái gì nên làm đều đã làm hết rồi. Cô nương Nhan Nhi đó có khi còn là con cháu của Vạn Đỉnh Thiên tôi đấy. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngớ người. Lúc này,
Nhẫn chữ vật của Vạn Đỉnh Thiên lóe lên, nét mặt ông ta khẽ biến. Tôi đưa cậu Thiên Y thư rồi, cậu tự nghiên cứu đi. Tôi đi đây. Vạn Đỉnh Thiên nhanh chóng rời khỏi Vạn Y Cốc. Sau khi đi được mấy trăm dặm, ông ta nhìn thoáng qua phía sau, xác. Định Diệp Bắc Minh không đuổi theo, ông ta mới lấy ra một đạo phù văn từ trong nhãn chữ vật, rồi bóp nát nó. Hư không nứt ra một cửa truyền tống, Vạn Đỉnh Thiên nhảy vào trong. Sau khi xuyên qua thông đạo không gian, ông ta xuất hiện trong một sơn cốc. Phía trước, một chiếc ghế đá quay lưng về phía ông ta, bên cạnh là một lão giả đang quỳ, đang bẩm báo gì đấy. Nếu Diệp Bắc Minh mà ở đây, nhất định sẽ nhận ra lão giả này. Thiên Cơ lão nhân, ông ta và Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi, ba người cùng một sư phụ. Thiên Cơ lão quỷ, sao ông lại đến trước vậy? Vạn Đỉnh Thiên cười với Thiên Cơ lão nhân một cái, sau đó ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía mặt lưng ghế đá. Ông ta quỳ một gối xuống, chủ nhân, Thiên Y Thư đã được đưa cho cậu ta rồi. Rất tốt. Không biết qua bao lâu, sau ghế đá có một giọng nói vang lên, không phân biệt được nam hay nữ. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía sau ghế đá, cung kính nói, đại nhân, tại sao lại để ý đến người này như vậy? Người này chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều, hạt giống, mà ngài đã chọn mà thôi. Cho dù cậu ta có vượt qua nhà tù số 7, nhưng nếu so với những hạt giống khác thì thành tích của cậu ta cũng chỉ là bình thường. Người ngồi trên ghế đá mỉm cười, ha ha, ông biết cái gì? Trên người của người này có một phẩm chất đặc biệt. Nếu không thì sao giao chỉ có thể chọn cậu ta được? Sau khi Vạn Đỉnh Thiên rời đi, Diệp Bắc Minh tiếp tục lật xem sách thiên. Quyển thứ hai, quyển thần hồn, linh và hồn cũng như nhau. Vạn vật đều có linh hồn, con người sinh ra từ hồn, vạn vật sinh ra từ linh. Thần hồn siêu việt, có thể du hành giữa trời và đất. Nếu thần hồn bị lạc, có thể sẽ rơi vào địa ngục vô gian. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm đọc phần giới thiệu trên trang đầu tiên. Tiếp tục đọc phần phía dưới. Tất cả đều là về chữa trị thần hồn bị tổn thương, bao gồm cả cách tu luyện thần hồn, tăng cường tối đa sức mạnh của thần hồn. Khi nhìn thấy một trong số đó, đôi mắt của Diệp Bắc Minh run lên, người phong ấn thần hồn là một cơ chế tự bảo vệ bản thân. Thần hồn mất liên lạc với cơ thể và bị phong ấn vĩnh viễn bên trong thần phủ. Người bị mất thần hồn, nếu mở ra thần phủ thì có thể khiến người này sống lại. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, hô hấp đồn dập. Người bị mất đi thần hồn, nếu mở ra thần phủ thì có thể khiến người này tỉnh lại. Người bị mất thần hồn, tiểu tháp, thần phủ này là cái gì? Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Sau khi Hạ Nhược Tuyết bị giao chỉ đế thị, thi thể bị ô nhiễm bởi nước thì rơi vào mơ hồi. Được anh đưa vào nghĩa địa hỗn độn để tìm cách giải cứu. Nhìn vào phần giới thiệu của sách thiên y, Hạ Nhược Tuyết tựa hồ được cứu rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, thần phủ, tôi từng nghe chủ nhân nói, trong thời kỳ thượng cổ thì tất cả đều là người tu võ cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi thần hồn mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, có thể mở ra một tòa thần phủ. Tình huống cụ thể như thế nào thì bốn tháp cũng không biết. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, mở ra thần phủ có thể cứu được Nhược Tuyết, biết được điều này là đủ rồi. Tiếp tục đọc, quyển thứ ba, đan dược thiên. Các loại công thức đan dược đỉnh cao, cũng như số lượng lớn lý thuyết đan dược cao cấp, Diệp Bắc Minh nhìn thấy thì rất kinh ngạc. Thì ra đan dược còn có thể luyện như thế này à? Trời đất là lò luyện, vạn vật đều là dược liệu. Ôi trời, người để lại chương đan dược trong sách thiên y đúng là dám nghĩ. Hắn muốn luyện hóa vạn vật. Diệp Bắc Minh tiếp tục đọc tiếp, mở to mắt ngơ ngác. Quyển thứ tư, chương thể chất. Hỗn độn thể đứng thứ ba. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Phía trên hỗn độn thể, còn có đế thể. Đế thể, sau khi đại đế thời thượng cổ qua đời, để lại thi thể không bị thối rữa. Sau khi con cháu tạo ra thần phủ và kiểm soát đế thi, họ có thể kế thừa một phần tu vi và tu luyện lại. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, người chết rồi mà thi thể còn có thể truyền thừa được sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, thật sự có khả năng này, dù sao thì máu của đế thi dung hợp với máu của hỗn độn, sinh ra một đế thể hỗn độn. Nếu còn sót lại một bộ đế thi hoàn chỉnh, đúng là có thể tái sử dụng một lần nữa. Thần phủ này chính là điểm mấu chốt. Diệp Bắc Minh sờ sờ cằm, gật đầu như nghĩ đến điều gì đó. Nội dung trong sách thiên y rất nhiều, anh không thể đọc hết trong một thời gian ngắn. Sau khi đọc nửa ngày, Diệp Bắc Minh cất sách thiên y đi. Tiền bối Vạn Đỉnh Thiên không có lấy đi những dược liệu này, đây là mặc. Định đưa cho tôi sao? Thân hình lóe lên, anh liền thu tất cả dược liệu trong Vạn Y Cốc vào trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục.
biến mất. Nửa canh giờ sau, hàng chục bóng người nhanh chóng bay tới. Một nhóm các ông lão tìm kiếm cẩn thận xung quanh vạn y cốc. Cuối cùng, đại nhân, một ông lão đầu hói tiến tới quỳ một gối dưới chân một người đàn ông trung niên. Vẫn là tới quá muộn, ba người Tuyết Đại Nham, Tuyết Đỉnh Phong, Tuyết Khô Mạc đều đã chết. Thần hồn của bọn họ cũng bị tiêu diệt. Ngụy Vân cũng chết rồi, thần hồn cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết nào. Dựa vào dấu vết đánh nhau ở hiện trường, người giết bọn họ có lẽ không tốn bao nhiêu sức lực. Hoặc là đột nhiên đánh lén giết chết bọn họ. Nói xong, ông lão đầu hói cúi đầu chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông trung niên trước mặt. Sắc mặt của người đàn ông trung niên cực kỳ tức giận, có chút lạnh lùng, đột nhiên đánh lén. Ha ha, ai có năng lực lớn như vậy, có thể trực tiếp công kích giết chết ba người ở cảnh giới tế đạo cấp 6. Ông lão đầu hói nói kia có hỗn độn đế thể. Chủ nhân, người của tộc Bất Hủ nói, tên Diệp Bắc Minh có thể nào là cậu ta không? Không thể nào, người đàn ông trung niên lắc đầu. Cho dù cậu ta là hỗn độn đế thể, theo tình huống mà chúng ta điều tra, tên này cũng chỉ ở cảnh giới đại năng cấp 5. Cậu ta có thể vượt qua ba cảnh giới lớn để giết chết cảnh giới tế đạo cấp 6, mà còn đồng thời giết chết cả ba. Đúng là nằm mơ chắc chắn có người đứng sau tên này. Dám giết con trai ta, Ngụy Vân cũng là kẻ ngu, giọng điệu của ông ta cực kỳ tự tin và lạnh lùng, còn có manh mối nào khác không? Ông lão đầu hói lắc đầu, không có, Vạn Đỉnh Thiên cũng đi rồi. Giọng điệu của người đàn ông trung niên toát ra một sự lạnh lùng tột độ, Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục, Trung Châu, truy nã tên này toàn diện cho tôi. Nếu có bất cứ tin tức gì về tên nhóc này và Vạn Đỉnh Thiên, tôi sẽ thưởng 10 viên đan dược cấp tế đạo. Nếu bắt được tên nhóc này hoặc chém được đầu của cậu ta thì có thể gia nhập Tuyết tộc và được nhận lễ rửa tội bằng đế huyết. Lời này vừa được nói ra, toàn bộ vạn y gốc đều im lặng. Một khi lệnh truy nã như vậy được ban hành, tất cả người thu võ trong Nguyên Thủy chân giới sẽ phát điên. Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh không hề biết mình bị Tuyết tộc truy nã. Vừa mới đến bên ngoài thành Hồng Hoang đã có mấy trăm luồng hơi thở khóa chặt lấy anh. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, sao cậu ta dám xuất hiện? Đám đông ngạc nhiên. Vào lúc này, 7-8 luồng hơi thở cực kỳ sắc bén tấn công về phía Diệp Bắc Minh một cách vô cùng hung hãn. Một ông lão đại đạo chi thượng cấp 9 mặc quần áo màu đen gầm lên với vẻ mặt dữ tợn, ha ha ha, tôi thật may mắn. Diệp Bắc Minh, đi chết đi, tôi sẽ lấy đầu của cậu đi Tuyết tộc lãnh thưởng. Thanh thần đao hắc kim trong tay ông ta chém xuống điên cuồng. Mấy người khác cũng tranh giành để vượt lên. Vũ khí trong tay họ tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đứng ở nơi đó, trong mắt mọi người anh giống như đã sợ hãi đến ngây người. Giây tiếp theo, keng, keng, keng. Tất cả vũ khí đều rơi vào người anh và chúng đều nhắm vào những bộ phận quan trọng, nhưng lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Ông lão mặc quần áo màu đen mở to mắt, cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ quái. Thần đao hắc kim trong tay ông ta đánh vào đầu Diệp Bắc Minh, nhưng lại không thể làm anh bị thương chút nào. Cậu, làm sao có thể? Tay chân của ông lão mặc quần áo màu đen đều run rẩy. Sự phấn khích ban đầu đã biến thành nỗi sợ hãi. Chân ông ta mềm nhũ. Bùm! Diệp Bắc Minh dậm chân, thần lực nổ tung, ngoại trừ ông lão mặc quần áo màu đen thì thần thể của tất cả những người khác ra tay đều nổ tung. Màn xương máu trên bầu trời đã tan biến. Mẹ kiếp! Những người tu võ bên ngoài thành Hồng Hoang sợ hãi đến mức không ngừng rút lui. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Bùm, một tiếng, ông lão mặc quần áo màu đen trực tiếp quỳ xuống. Diệp công tử, hu 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 chấm tsa cho tôi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta, sao lại muốn giết tôi? Vừa rồi ông nói muốn đi Tuyết tộc nhận thưởng, vậy là sao? Ông lão mặc quần áo màu đen không dám giấu giếm, một canh giờ trước, Tuyết tộc phát lệnh truy nã, treo thưởng cho cái đầu của cậu. Tôi đã bị ma quỷ dẫn lối nên mới ra tay với Diệp công tử tha. Phụt! Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, trực tiếp đâm vào thân thể của ông lão mặc quần áo màu đen. Để lại một màn xương mù đẫm máu phía sau. Anh bước vào thành Hồng Hoang, rốt cuộc thì sức mạnh của tên này đáng sợ đến mức nào? Cậu ta thật sự là cảnh giới đại năng cấp 5 sao? Nghe nói cậu ta ngưng tụ hỗn độn đế thể, là thật hay giả? Lúc trước khi 6 vị cảnh giới tế đạo tiến vào vạn y cốc, cuối cùng tất cả đều đã chết, nghe nói là do Diệp Bắc Minh giết, điều này có phải là sự thật không? Cả thể xác lẫn tinh thần của vô số người đều run rẩy, kinh hãi nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh dần dần biến mất.
Mặc kệ có phải là thật hay không, mau đi báo cáo với Tuyết tộc, tìm được tung tích của Diệp Bắc Minh cũng có thưởng. Có người phản ứng lại, nhanh chóng rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.